khiến sếp nể bạn vì biết tạo bóc search cực đỉnh. Ở đây mình có một danh sách khách hàng và mình dễ dàng search từng khách hàng như thế này. Ví dụ như mình là search là Sơn thì danh sách tất cả khách hàng tên Sơn sẽ được hiện ra, hay là mình search là Vi thì danh sách khách hàng tên là Vi cũng sẽ hiện ra, tương tự đối với tên các khách hàng khác. Rất là dễ đúng không các bạn? Và để thực hiện điều này thì các bạn hãy làm như sau nhá. Đầu tiên thì mình cần định dạng toàn bộ cái khu vực này thành một cái bảng đã. Các bạn chọn toàn bộ cái khu vực bảng này bôi đen, sau đấy các bạn ấn Ctrl T, một bảng dữ liệu nó sẽ hiện ra và chúng ta ấn OK để định dạng cái bảng này thành một cái table nhá. Sau đấy ở phần table design này, khi mỗi lần bạn click vào một cái phần này thì nó sẽ hiện ở cái phần table design phía trên này này. Và bạn đặt tên cho này là data đi. Ok chưa? Sau đấy chúng ta ấn enter. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái box search vào đây, vào cái thanh developer này. Nếu các bạn nào không có thanh developer này, các bạn có thể search nhá. Để chúng ta hiển thị thanh developer này lên. Sau đấy chúng ta vào insert và chọn cái AB này, tức là một cái text box. Chúng ta kéo ra nó ra bằng như này. Ok chưa? Ở trong phần text box này thì các bạn ấn chuột phải cho mình, sau đấy vào property này, chúng ta sẽ để cái ô text box này nó điều khiển cái link cell này, là ví dụ ở đây là mình sẽ điền OB2, tức là cái text box này nó sẽ điều khiển OB2 nhá. Hơi phức tạp một chút, các bạn chú ý theo dõi nhá. Ok, bây giờ cái ô này thì nó sẽ điều khiển cái OB2 này của mình rồi. Thì bây giờ nếu ví dụ như là mình gõ chữ vào đây, ví dụ chữ kiên chẳng hạn, thì cái ô này nó sẽ hiển thị OB2, nó cũng hiển thị tương tự. Tuy nhiên cái tính năng này nó sẽ chưa lọc được bởi vì nó chưa có VBA các bạn ạ. Các bạn đặt lại chế độ design mode và sau đấy thì click đúp vào đây. Ok, một bảng dữ liệu đã hiện ra thì các bạn vào trang của mình nhá, thì các bạn copy lấy cái phần dữ liệu này, sau đấy các bạn paste vào đây và các bạn sửa nhá. Ví dụ như cái bảng ban nãy thì mình đã sửa cái bảng nó tên là data rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ sửa thành data nhá. Thì cái OB2 thì mình lấy dữ liệu ở cột B2 mình ghi vào đây, còn cái ô tên thì nó ở cột số 2 đúng không. Đây mình tắt đi cho các bạn xem nhá. Cái tên khách hàng thì mình để ở cột số 2, còn cái ô này là OB2 đây. Ok nhá, thì bây giờ là các bạn thoát chế độ design mode bằng cách là click vào đây. Đó, ok, bây giờ chúng ta có thể lập từ rồi. Ví dụ như mình có chữ Hải vào đây chẳng hạn. Ok, hay là chữ Vi, hay là chữ Nguyệt vào đây. Rất nhanh chóng dữ liệu chúng ta đã được lọc. Ok, các bạn có thể tải file này về, thì cái code mình đã để sẵn ở đây rồi, các bạn có thể copy và sử dụng nhá. Ok, chúc các bạn thành công với tutorial này.